Dạ, kính chào quý cô chú và anh chị. Hôm nay Nam kính mời quý cô chú và anh chị cùng Nam đi về xã Thành Lộc thuộc huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang để cùng tham khảo một cái thửa đất có chiều ngang là 9m và chiều dài 52m, tổng diện tích là 479m2, trong đó thì có 100m2 là đất thổ cư. Trên đất của chúng ta có một căn nhà nóc thái tầm hơn 100m2, hướng chính là hướng Nam, và nhà đất có sổ hồng riêng công chứng trong ngày thôi. Đất thì đối diện chợ Thành Lộc luôn quý cô chú và anh chị, và bên kia là đường tỉnh 865. Đất của chúng ta chỉ cách một cây cầu bắc vào con kênh thôi. Cây cầu này thì có chiều ngang là 1m5, đường cầu này thì xe máy đi qua thôi. Phần đất của chúng ta tổng diện tích là 479m2, thì ngoài cái diện tích xây nhà ra hơn 100m2 ra thì bên hông cũng còn một cái khoảng không gian trống để trồng hai cây ăn trái, có một cây xoài và một cây mận. Phía trước sân thì rất là rộng, là được trồng hai cây mai và một số cây cảnh nho nhỏ khác. Hàng rào thì đã được xây kiên cố và phía trước thì có cổng rào rất là đẹp. Nhà được xây dựng theo kiểu nhà lốc thái cấp 4 nông thôn, thì gồm có một phòng khách, hai phòng ngủ và không gian bếp. Phòng ngủ thì có hai phòng, một phòng là có phần toilet ở bên trong và một phòng không có. Về không gian bếp thì phía sau thì có một cái không gian toilet, nhà tắm riêng ở phía sau. Ở nhà của chúng ta ở bên phải là được trồng hai cái cây ăn trái nè, một cây xoài và một cây mận đó, không gian thông thoáng nha quý cô chú và anh chị. Nhà thì được xây dựng khoảng hơn 2 năm thôi, nhà cũng còn rất là mới, rất là đẹp, sạch sẽ. Ở đây là đối diện chợ trung tâm xã Thành Lộc, nên là việc chúng ta đi chợ rồi đến các trung tâm giống như trung tâm y tế, trường học, ủy ban cũng rất là gần, rất là thuận tiện. Thì nhà của chúng ta chỉ cách một cây cầu là qua bên đường tỉnh ở bên kia rồi, đường bên kia là đường xe ô tô. Thì chỉ tiếc là cây cầu nó hơi nhỏ, xe ô tô chúng ta không có về đến nơi được nha quý cô chú và anh chị. Và cái phía cây cầu đó cũng chúng ta cũng không thể mở rộng ra, tại vì ở trước có hai căn nhà kẹp hai bên cây cầu nên chỉ được là khoảng chừng đó thôi. Đó, nó không có xây bự ra được. Thì cái tuyến đường ở phía trước á, nếu mà may mắn thì chúng ta sẽ được quy hoạch làm cái đường mở rộng ra, thì đất chỗ chúng ta nó sẽ tiếp giáp với đường nhựa luôn, nó sẽ rất là tuyệt vời và giá trị rất là cao. Ở nhà thì gồm có một phòng khách nè quý cô chú và anh chị, ở bên trong đó thì có phòng ngủ nè. Nhà này cái chiều ngang tương đương khoảng 5m nha quý vị, khoảng 5m. Đất thì chiều ngang 9m, thì nhà này chiều ngang khoảng 5m. Đó, cái phòng khách, cái phòng ngủ phía trước và phòng ngủ phía sau, có hai phòng ngủ. Phòng ngủ phía sau thì có máy lạnh, có cái toilet ở bên trong. Còn tiếp theo đó là không gian bếp, thì ở phía sau này rất là mát luôn nè. Tại vì ở sau lưng nó là ruộng, đất ruộng nên gió thì vào rất là mát luôn. Ngay khoảng bếp này thì có một cái nhà tắm và một cái toilet riêng biệt ở phía ngoài nha quý cô chú và anh chị. Đó, và bây giờ Nam sẽ tiến vào phía sau. Thì phía sau của chúng ta còn một phần đất trống phía sau để trồng cây nè, có trồng xoài, trồng dừa rồi trồng mít. Đó, đi thẳng ra phía sau nữa là ruộng, đất rất là sạch đẹp luôn. Đó, hình chữ nhật rất là đẹp. Khu vực này thì bước ra phần này thì gió rất là mát luôn nè. Đó, ở phía sau là nguyên một cái cánh đồng ruộng phía sau luôn. Dạ, với cô chú và anh chị quan tâm căn nhà và thửa đất này, vui lòng gọi lên số điện thoại trên màn hình để được tư vấn trực tiếp nhé. Và đến đây Nam xin kính chúc quý cô chú và anh chị sức khỏe dồi dào, gia đình hạnh phúc và làm ăn phát tài phát đạt cả.